Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại nhà máy ô tô Shinray Việt Nam để giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe Dongben X30 V5 có một màu sắc rất đẹp. Cái màu này nhà máy nó gọi là cái màu xanh Forerunner. Ở đây chúng ta cũng có thể nhìn toàn cảnh này, mình đang có mặt ở trong khuôn viên nhà máy. Ở đây chúng ta có rất nhiều các loại xe. Bên này là xe màu vàng, đây là những cái chiếc xe T30 này vẫn đang còn là sassi chưa có thùng. Đó, chiếc xe Dongben X30 V5 màu đen. Ở bên này là chúng ta có tất cả những cái chiếc xe Dongben 870kg hay còn gọi là Dongben 1021 của nhà máy. Đấy thì hôm nay cũng là rất nhiều lần mình lên đây rồi, nhưng hôm nay là cái lần đầu tiên mình làm video tại nhà máy để cho các bạn xem về quy mô cũng như là về các cái số lượng xe mà nhà máy đang có trên thị trường nhiều như thế nào. Như nhân vật chính của chúng ta vẫn là cái chiếc xe Dongben X30 V5 này. Thì cái màu này là hiện tại là đang có rất ít ở trên thị trường. Nếu các bạn tìm về cái màu này cho những cái chiếc xe tải van 2 chỗ thì có, nhưng với những chiếc xe tải van 5 chỗ này thì nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thì hôm nay cái xe này mình cũng bán và mình tiện thể thì mình làm luôn cái video giới thiệu về cái xe này ở đây cho các bạn xem luôn. Thì cái sản phẩm này là trọng tải 490kg, là chiếc xe tải van X30 5 chỗ của nhà máy Dongben. Ngoại thất thì nó vẫn giống hầu hết những cái chiếc xe Dongben X30 khác, các bạn có thể nhìn này. Chúng ta vẫn có một cái ngoại thất được bo tròn, một cái ngoại thất giống như hầu hết những cái chiếc xe khác. Dongben T30 các bạn nhìn thấy nó cũng có cái ngoại thất, một cái đầu xe giống hệt những cái sản phẩm này. Chúng ta có hai cái cụm tản nhiệt giống như những chiếc xe BMW ở đây. Chúng ta có cái logo của Dongben. Chúng ta có cụm đèn pha bằng bi xê lông, sáng và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có đèn gầm và khe lấy gió. Tất cả mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Ở bên hông chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta vẫn có một cái logo 1.5L là cái trái tim của cái xe này. Động cơ DLHC 12 van 1.5 lít cho công suất cực đại là 80kW ở 5.200 vòng quay. Mức tiêu hao nhiên liệu của cái sản phẩm này nó chỉ rơi từ 6,5 lít cho 100km. Ở đây chúng ta có logo chứng chỉ khí thải của cái sản phẩm này, Euro 4. Với những chiếc xe màu trắng thì bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái logo nữa, dán đề can nữa. Nhưng mà cái sản phẩm này thì theo yêu cầu của khách thì mình đã bóc ra rồi. Chúng ta có tay lắm cửa mạ chrome như hầu hết những chiếc xe Dongben X30 khác thôi, không có gì khác biệt cả. Phần sau với cái màu xanh này thì mình nghĩ rằng là nếu các bạn nó sẽ giống với những cái màu xanh xanh Mazda này, hoặc là một số xanh của một số các cái hãng xe con trên thị trường, nó rất là nổi. Ở phần sau chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta vẫn có cái logo Dongben rất quen thuộc. Thì chúng ta vẫn cụm đèn hậu, cụm đèn xi nhan vẫn giống như những chiếc xe khác thôi, không có gì đặc biệt cả. Ở đây chúng ta có logo X30 này. Thì cái thùng xe này thì rõ ràng nó sẽ phải nhỏ hơn so với cái chiếc xe Dongben X30 V2. Chiếc V2 chúng ta có một cái thùng sau nó dài hơn. Còn chiếc V5 thì nó sẽ thu hẹp lại. Ở đây chiều dài khoảng 1m4, cho phép chúng ta chở một khối lượng hàng hóa khoảng 5 tạ mà chúng ta không gặp khó khăn gì cả. Được cái là chúng ta sẽ chở được cả người, với 5 người ngồi, và ngoài ra chúng ta có thể là chở một khối lượng hàng hóa lên tới 5 tạ. Ok, các bạn có thể cùng mình vào xem cái hàng ghế thứ hai của cái sản phẩm này. Hàng ghế thứ hai của sản phẩm này là chứa được 5 người và các bạn hoàn toàn có thể rất dễ dàng để tháo toàn bộ cái hàng ghế này ra. Chúng ta chỉ cần bắt mấy con ốc ở đây, tháo mấy con ốc ở đây ra thôi, và chúng ta có thể nâng hoàn toàn cái hàng ghế này ra. Và chúng ta tháo luôn cả cái tấm chắn điều hòa kia ra. Và cái chiếc xe này sẽ được biến thành một chiếc xe V2 với trọng tải 950kg. Đó, rất là tiện lợi. Còn về nội thất, chúng ta sẽ vẫn có y nguyên những cái sản phẩm Dongben X30 khác. Chúng ta vẫn có một cái khoang nội thất giống hệt. Thì cái này mình sẽ không làm kỹ. Điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện, trợ lực lái điện. Một cái nội thất mà có thể nói là đẹp nhất trong tất cả các dòng xe van hiện tại đang có trên thị trường. Ok, nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này hay là bất kỳ một cái xe nào mà các bạn nhìn thấy ở đây, hãy gọi cho mình 0987 33322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.